Xin chào những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chương 3 trong phần sơ của quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt.vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Ngoài ra, ba mẹ cũng có thể vào kênh YouTube Mẹ Việt để theo dõi các video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của Health Coach Phạm Thuần được update hàng ngày nhé. Nếu chưa được tham gia vào cộng đồng hỗ trợ miễn phí Mẹ Việt trên Facebook, ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuần hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog để được add vào nhé. Mười ba, 3 tuổi 27 tuần, chui vào chui ra. Chuẩn bị một cái hộp cắt tông lớn cỡ dựng đứng lên thì bé ngồi vừa. Chuẩn bị hai bộ, mỗi bộ gồm 8 tờ giấy màu cắt sợi mảnh hoặc là 8 cây nến màu cũng được. Các màu là đỏ, cam, vàng, lục, xanh dương, tím, nâu, đen. Cho mỗi bộ giấy màu vào một cái túi giấy khác nhau, đặt một túi giấy đựng giấy màu ở bên trong hộp cắt tông, một túi ở bên ngoài hộp cắt tông. Đầu tiên, bảo bé chọn một tờ giấy màu trong túi đặt bên ngoài hộp cắt tông, hỏi bé xem đó là màu gì, rồi đặt tờ giấy màu đó xuống bên cạnh túi giấy để ngoài hộp cắt tông. Bảo bé bò vào hộp, ngồi vào đó, mở túi giấy ra và chọn giấy màu giống với màu lúc nãy chọn từ túi giấy đặt ở ngoài hộp cắt tông. Sau đó bò ra ngoài, đặt tờ giấy màu bên cạnh tờ lúc nãy đã chọn, xem có giống nhau không. Lần sau lại làm lại với việc chọn tờ giấy màu khác, lại bò vào hộp, ngồi, chọn tờ giống như lúc nãy, bò đem ra để cạnh tờ chọn trước. Cho bé chơi như vậy cho đến khi hết số giấy màu đã chuẩn bị trong túi giấy. Với các bé đã thuộc tên các màu thì có thể thay giấy màu bằng đồ vật có màu sắc. Bảo bé nói tên màu bé chọn lên, bò vào hộp, ngồi trong đó, tìm đồ vật có màu sắc giống như màu bé đã chọn, bò đem ra. Với các bé chưa thuộc tên các màu, chỉ cần chơi với giấy màu, sắc màu là được. Có màu nào bé hay quên tên thì làm một mình màu đó thôi. Để bé tự tin hơn, làm lại một lần nữa với toàn bộ 8 màu trên, xong rồi khen bé. Con biết tên các màu hết rồi đấy. Tác dụng của trò chơi, tăng trí nhớ, khả năng nói tên màu, tìm màu giống nhau, vận động toàn thân, phối hợp hoạt động tay và mắt, tự tin. 14. 3 tuổi 28 tuần, bật và tắt. Trò này có thể chơi như chơi game cũng được. Tức là lúc nào mẹ vừa làm việc gì đó vừa để con chơi trò này cũng được. Cho bé bật tắt công tắc điện ở nơi mẹ trông được. Kiểu chơi này giúp bé tự tin và có tính độc lập. Khi bật tắt điện, mẹ nhớ dặn con phải cẩn thận. Trẻ con rất thích bật công tắc điện, ấn vào nút, gạt nút, xoay nút để bật tắt điện. Ban đầu chơi với các công tắc điện trong nhà, bật đèn, tắt đèn, dẫn trẻ đi trong nhà và đếm xem có bao nhiêu công tắc đèn. Khi khác thì cho bé bật tắt đèn bàn. Có loại đèn bàn bật bằng cách xoay nút, có loại ấn mạnh một bên nút, có loại ấn nút về phía trước. Hiện nay có loại đèn bàn mà chỉ cần sờ vào công tắc là bật tắt được. Cho bé xem nhiều kiểu bật tắt đèn bàn và thực hiện bật tắt đèn. Ngoài ra, trẻ em độ tuổi này còn thích các nút bật tắt của máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, lò nướng bánh mì, máy rửa bát, máy hủy rác tươi sống, đài, tivi. Khi dùng các thiết bị điện này, hãy nhờ bé bật tắt. Máy giặt và máy sấy quần áo có nút ở độ cao bé không với tới được. Xong nếu được bật tắt cho loại máy này chạy thì bé sẽ vô cùng thỏa mãn. Mẹ lúc đó nhớ phải nhắc bé cẩn thận. Tác dụng của trò chơi, tạo cho bé cảm giác biết giúp đỡ mẹ, phối hợp hoạt động tay và mắt, nhận thức được nhiều loại nút, cảm nhận được nhiều cảm giác mỗi khi sờ tay vào một loại công tắc, tự tin, khả năng ngôn ngữ. 15. 3 tuổi 29 tuần, xé giấy. Chuẩn bị 5 cái khay và 5 cái nút chai bằng nhựa. Lấy bút ghi rõ lên nắp chai đó các số 1, 2, 3, 4, 5, xếp theo thứ tự đó. Xé tờ tạp chí thành băng giấy rộng khoảng 2,5 cm, đưa cho bé. Cho bé xem cái nắp chai ghi số 1 và bảo, đây là 1, còn xé một mẫu giấy, để vào khay này. Nắp số 2 thì xé 2 mảnh giấy để vào khay. Nắp số 3 thì xé 3 mảnh để vào khay, cứ thế với 4 và 5. Làm xong, cùng bé đếm số mẫu giấy trong các khay, làm cho bé hiểu rõ các số lượng 1, 2, 3, 4, 5.
cho bé xé giấy, đếm, chỉ xé đủ số lượng bằng số ghi trên nắp chai, rồi lại xé tiếp phần sau, chia vào các khay tiếp theo. Mới đầu có thể phải giúp bé làm, xong sau đó nên để bé tự làm lấy. Mẹ chỉ giúp khi nào thật cần thiết. Khi lặp lại trò chơi, vứt hết giấy đã xé của lần trước đi, xé giấy mới. Khi khác thì tráo trộn các nắp chai, không cho theo thứ tự nữa. Rồi bảo bé xếp lại cho đúng thứ tự từ trái qua phải với các số từ 1 đến 5. Làm cho bé hiểu tay di chuyển từ trái qua phải. Lại nhờ bé xếp lại. Bé xếp đúng thứ tự từ 1 đến 5 rồi thì có thể áp dụng với các số từ 6 đến 10. Tiếp tục chơi với các số từ 1 đến 5. Cho bé đếm các vật nhỏ nhỏ rồi để vào khay. Cũng không nhất thiết các món đồ để cùng một khay phải giống nhau. Lặp lại trò chơi nhiều lần, bé hiểu ý nghĩa của trò chơi, làm quen hơn là học. Tác dụng của trò chơi, phối hợp hoạt động tay và mắt. Nhận thức được việc góp nhặt những vật nhỏ lại thành một tổng thể. Nhận biết, nhớ rõ các chữ số từ 1 đến 5, khả năng tìm vật phù hợp. Số tờ giấy khớp với số ghi trên nắp, tự tin. 16. 3 tuổi 30 tuần, 3 hình tam giác. Chuẩn bị 3 tờ giấy A4. Mỗi tờ đặt nằm ngang cắt ra một hình tam giác có đáy là một cạnh ngang của tờ giấy A4. Cắt sao cho 3 hình tam giác có độ to nhỏ khác nhau. Đầu tiên cho bé xem 3 hình tam giác vừa cắt. Cho bé xem hình tam giác nhỏ nhất, đặt nó trở lại chỗ cắt trên tờ A4 ban đầu và bảo hình tam giác bé này. Rồi cho bé xem hình tam giác nhỏ, bảo hình tam giác này to hơn hình tam giác bé. Cho bé xem hình tam giác lớn rồi bảo hình tam giác này to nhất. Cả ba hình tam giác đều đặt chung vào vết cắt của tờ A4 cắt ra hình tam giác nhỏ nhất. Gỡ cả ba hình tam giác ra, xếp lại theo thứ tự to dưới. Bé trên cho bé xem. Bảo bé xếp hình tam giác vào vết cắt vừa khít trên các tờ giấy A4 ban đầu. Để bé tự làm xem sao. Nếu bé không biết làm thì mẹ giúp bé. Xếp được rồi lại gỡ ra, xáo trộn lên và bảo bé xếp lại về vị trí vừa khít. Nếu cần thì mẹ giúp. Bảo bé xếp hình cây, hình tam giác lớn ở dưới, tam giác nhỏ ở trên. Hỏi xem bé đã bao giờ nhìn thấy hình giống thế chưa? Yuri bảo giống cây thông Noel, Christmas tree. Dạy bé rằng hình này có ba cạnh nên gọi là tam giác. Vẽ ra giấy hình vuông, bảo bé đếm xem có mấy cạnh. Nếu bé không đếm được thì mẹ vừa chỉ vào cạnh hình vuông, vừa đếm cho bé xem. Tam giác có ba cạnh, hình vuông thì có bốn cạnh. Cạnh là giác, bao nhiêu cạnh thì tên gọi là bấy nhiêu giác. Hơn nữa thì bảo bé vẽ hình tam giác vào hình vuông. Mẹ có thể vẽ bằng nét đất trước, rồi bảo bé tô lại thì dễ làm hơn. Nên cho bé chơi hình tam giác bằng bìa với cái khuôn của nó. Bé sẽ hiểu được về độ to nhỏ của các hình. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về độ to nhỏ, phối hợp hoạt động tay và mắt, khả năng giải quyết vấn đề, nhận biết sự khác nhau giữa hình tam giác với hình vuông, khả năng ngôn ngữ. Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Ba mẹ có thể truy cập vào mẹviệt.vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé, cũng như đọc các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần, ba mẹ nhé. Ba mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ? Mẹ Việt Podcast rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của ba mẹ, giúp đội ngũ chúng tôi cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng. Nếu ba mẹ thấy chuyên mục này ý nghĩa, ba mẹ có thể chia sẻ kênh podcast của blog mẹviệt.vn đến với những bạn bè của chúng ta. Mình tin rằng đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa. Mời các ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Mười bảy, 3 tuổi 32 tuần, hình bàn chân. Chuẩn bị 3 đôi giày của bố, mẹ và của bé. Lấy một tờ bìa, đặt giày lên trên vẽ viền xung quanh giày để được hình đế giày. Cắt lấy hình đế giày đó. Trên 3 miếng bìa hình đế giày trái đều ghi bằng mực xanh lá cây là L trái. Trên mũi giày, chỗ các ngón chân cũng làm vậy. 3 miếng bìa hình đế giày phải thì ghi bằng mực đỏ là R phải. Cho bé cầm, sờ, ngắm nghía, xăm soi cả ba đôi giày.
Cho bé đếm giày, có 6 chiếc, nhưng mỗi người cần có 2 chiếc, 2 cái giày để một người đi được gọi là một đôi đấy con ạ. À, nhặt đủ 3 đôi giày rồi xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ. Ngoài ra, cũng cho bé thực nghiệm nhiều đồ vật có đôi như đôi tay, đôi tai, đôi mắt, đôi đầu gối, đôi khuỷu tay, hay là đôi găng tay, đôi tất, đôi vợt cầu lông, đôi đũa, vân vân. Cho bé xem các đế giày bằng bìa đã cắt. Để các chữ L, R hướng lên trên, bé hỏi L, R là cái gì? Thì giải thích rằng L là chữ đầu tiên của từ left, thể hiện cho bên trái. R là chữ đầu tiên của right, thể hiện cho bên phải. Ai cũng phải có chân trái và chân phải. Bảo bé tìm hình đế giày ghép đôi của nhau, tìm được thì mẹ lại đặt các hình đó sao cho chữ L và R hướng lên trên, rồi xáo trộn 6 chiếc giày đó. Cho bé xem chiếc to nhất, chiếc to thứ hai, chiếc nhỏ nhất. Bảo bé nhặt và xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ. Nếu không làm được thì mẹ làm cùng. Chắc chắn bé sẽ thích thú làm nhiều lần. Nếu bé không thích thì để lúc khác làm lại. Có thể mở rộng, đặt các đầu có chữ L, R quay xuống dưới, xáo trộn hết lên, rồi bảo bé đặt các hình đế giày cho đúng hướng và ghép thành các đôi. Bảo bé thử tìm chỉ các đế bên phải, xếp theo thứ tự to nhỏ, rồi lại tìm các đế bên trái thôi, xếp theo thứ tự to nhỏ. Chắc chắn bé sẽ thấy trò này hay. Khi chơi thì có nói các từ phải, trái, bé có nhận thức được, xong để phân biệt được phải trái thì còn mất nhiều thời gian nữa. Tác dụng của trò chơi: phối hợp hoạt động tay và mắt khi phải tìm các vật ghép thành đôi, nhận biết từ phải, trái, số 6, nhận biết được sự liên quan giữa giày, hình giày, độ to, đôi. 18. 3 tuổi 33 tuần. Vị gì? How does it taste? Chuẩn bị đường, muối, cacao, giấm cho bé nếm thử. Cho một tí đường vào miếng khăn giấy, bảo bé nếm. Ngọt, bảo bé thế. Rồi cho bé thử ngửi mùi đường. Tiếp theo là muối, cho một tí muối vào miếng khăn giấy, bảo bé nếm. Mặn, bảo bé thế, rồi cho bé thử ngửi mùi muối. Cũng làm thế, cho một tí cacao vào miếng khăn giấy, bảo bé nếm. Đắng, bảo bé thế, rồi cho bé thử ngửi mùi cacao. Cho một tí tẹo giấm vào cái chén con, bảo bé ngửi xem, nếm xem sao và bảo chua. Nhắc lại bốn từ: ngọt, mặn, đắng, chua cho bé nhớ. Hỏi xem bé biết cơ thể nhận biết vị bằng cơ quan nào không? Rồi lấy gương cho bé soi lưỡi và giải thích. Lưỡi là cơ quan nhận biết vị đấy. Đầu lưỡi này, hai bên lưỡi này, cuống lưỡi này. Lần này thì hỏi bé xem bé nhận biết mùi bằng cơ quan nào. Đồng thời đây là cơ hội để dạy cho bé biết sự nguy hiểm của việc ngửi, liếm, mút các thứ có mùi lạ. Cũng nói với bé về chất độc. Cái gì mà nhiều quá cũng thành độc. Có những thứ chỉ cần một tẹo thôi cũng là quá nhiều cho cơ thể. Khi vào bữa ăn chính hay bữa ăn vặt, hỏi xem bé đang ăn thức ăn có vị của cái gì. Nếu bé quên và không trả lời được bốn vị đã học, thì mẹ nhắc lại đường, muối, cacao, giấm cho bé nhớ lại. Cũng có nhiều món bé khó phân biệt được vị rõ rệt. Cũng có món ăn đậm, có món ăn nhạt. Vì vậy, nên hỏi bé với những món ăn có vị rõ ràng để bé trả lời. Ví dụ nói bạc hà thì bé nhớ ngay là cay, nhưng vị bạc hà hay được dùng với các món khác, làm thay đổi mùi vị ban đầu nên bé khó mà nhận biết được vị cay của bạc hà. Để cụ thể hơn, có thể dùng tranh ảnh các món ăn để chơi trò chơi này với bé. Bé rất thích tên và vị của các món ăn mới. Với các món bé hay ăn thì chỉ cần xem tranh ảnh là bé nhớ ngay ra vị của món đó. Tác dụng của trò chơi: nhận biết vị bằng lưỡi, nhận biết nhiều loại vị khác nhau, khả năng ngôn ngữ, nhận biết về độc, nhận biết về món ăn qua vị, nhận biết của khứu giác và vị giác được củng cố. 19. 3 tuổi 34 tuần, chia dao đĩa. Chuẩn bị vài bộ dao dĩa, thìa bằng nhựa hay kim loại đều được, cho hết vào một cái chậu hay cái rổ, trộn lên, rồi bảo bé nhặt riêng ra, dao ra dao, dĩa ra dĩa, thìa ra thìa. Để đựng đồ bé nhặt riêng, có thể dùng cái khay có ngăn làm ba. Ban đầu có thể phải giúp bé làm, lúc đó mẹ nhặt mỗi loại một chiếc để vào các ngăn trong khay, còn lại thì để bé làm nốt.
Bé làm giỏi rồi thì có thể bảo bé nhặt hết dao, dĩa, thìa trong số bát đũa đã rửa ra cho mẹ. Mẹ nên nhặt các con dao nhọn cất riêng trước khi đưa cho bé chọn. Khi chuẩn bị ăn cơm, mẹ bảo bé lấy dao dĩa bày lên bàn cho mẹ. Cách bày này cũng có bài bản của nó. Mẹ làm mẫu, rồi bé làm nốt phần còn lại. Dù bé đặt chưa ngay ngắn, mẹ cũng khen bé nhiều, con làm giỏi quá. Như vậy, chẳng mấy chốc bé sẽ tự làm một mình được. Hỏi bé xem trong số dao dĩa đó thì có cái nào là dài nhất, rồi đến cái nào ngắn nhất. Khi xếp dao dĩa xuống bàn, bé cũng nhận thấy cái nào là to, cái nào là bé. Cũng có thể bé cao hứng lên đếm số dao dĩa trên bàn nữa. Tác dụng của trò chơi: bé biết chia, biết đếm, thích được giúp mẹ, tự tin, nhận biết độ dài, ngắn, to nhỏ của đồ vật, phối hợp hoạt động tay và mắt. 20. 3 tuổi 35 tuần, nổi hay chìm? Chuẩn bị 5 vật nổi trên nước, 5 vật chìm trong nước. Cho nước đến khoảng lưng cái chậu hay cái nồi. Đặt chậu nước lên bồn rửa mặt hay bồn rửa bát rồi cho bé làm. Ví dụ như miếng bọt biển, cái lõi chỉ, cái xếp hình bằng nhựa, cây nến, cái nắp chai bằng nhựa, cái đinh, cái chai nhựa, cái ốc, cái vỏ hến, cái cúc to. Cho bé xem cái thìa kim loại chìm thế nào, cái thìa gỗ thì nổi thế nào. Cái thìa gỗ thì dù có ấn nó xuống đáy nồi, nhưng thả tay ra thì nó lại nổi bật lên mặt nước. Cho bé quan sát kỹ hiện tượng. Mẹ bảo bé đặt cái thìa kim loại sang bên cạnh chậu nước, rồi tiếp tục thả các đồ vật đã chuẩn bị vào nước. Cái nào chìm thì để cạnh cái thìa kim loại, cái nào nổi thì để sang một bên kia, chỗ có cái thìa gỗ mẹ đã đặt sẵn. Để bé làm một mình, mẹ xem con làm, nếu cần thì hỗ trợ. Bé làm xong hết rồi thì mẹ ra cùng bé kiểm nghiệm lại một lần nữa với từng vật một. Đây là cơ hội để nói với bé về chuyện bơi. Nếu trong nước giữ được thăng bằng thì sẽ nổi lên trên mặt nước, nếu không có thăng bằng thì sẽ bị chìm trong nước. Cũng nói cho bé biết về những điều cần chú ý để an toàn với nước, hay là tác dụng của nước, để uống, để nấu ăn, để giặt, để lau rửa, để tưới cây, để bơi, để chơi thuyền, để hòa tan muối hay đường. Khi khác, lại chọn các đồ vật khác để bé thử nghiệm xem nó chìm hay nổi trong nước. Cũng có thể bé muốn tự mình tìm các đồ vật để thử nghiệm. Hoặc có thể sẽ đếm xem có mấy cái nổi, mấy cái chìm và mẹ cho bé thử nghiệm nhiều tác dụng khác của nước nữa xem sao. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về nước, khả năng giải quyết vấn đề, phán đoán xem đồ vật nổi hay chìm, tự tin, có tính độc lập, nhận biết được về đặc trưng của nước, khả năng ngôn ngữ. 21. 3 tuổi 36 tuần, bài hát ABC. Cùng hát bài hát ABC với bé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Tell me what you think of me. Viết ra giấy chữ in hoa và chữ in thường các chữ cái cho bé xem, vừa viết vừa hát. Hát vài lần rồi giải thích với bé. A, B, C cũng là ký hiệu, cũng như vẽ tranh vậy. Người ta sắp xếp các chữ cái lại với nhau. Theo thứ tự nào đó sẽ được từ thích hợp, làm cho bé hiểu thế nào là từ. Viết tên của bé ra và bảo, đây là tên của con được viết bằng chữ cái ghép lại đấy. Mượn thư viện quyển sách dạy chữ cái hoặc là mua một quyển. Chọn những quyển có chữ in to, dễ nhìn, màu sắc tươi vui, chữ cái nào cũng có kèm các hình của từ bắt đầu bằng chữ cái đó. Loại sách này vừa thích hợp với bé ở độ tuổi này nhất, vừa xem vừa đọc, vừa nói chuyện về tranh về từ được. Để bé tự đọc, tự xem nhiều lần quyển sách này. Hát bài hát ABC nhiều lần để bé nhớ được các chữ cái. Hát chậm, rõ ràng để bé phát âm các chữ cái cũng rõ ràng được. Hát nhanh, bé cuốn, phát âm không rõ ràng, bỏ sót chữ. Khi mẹ đọc sách cho con thì hướng con chú ý vào một chữ nào đó, bảo bé chỉ tìm chữ cái đó trong sách. Thế thôi cũng làm bé thích thú rồi. Bé thích thì lại bảo bé tìm chữ khác, xem trong cả quyển nhiều chữ đó không. Nếu bé không thích thú với trò chơi này lắm, chỉ cần hát bài ABC nhiều lần, thế nào bé cũng nhớ được chữ cái. Hãy giải thích với bé rằng cần phải biết chữ để đọc, để viết, để sắp xếp theo thứ tự ABC, để tra từ điển, để dùng máy tính, vân vân.
Chơi trò đoán chữ trước và chữ sau của chữ mẹ đọc là chữ nào với bé cũng hay. Ví dụ như mẹ bảo, trước chữ K là chữ gì nào? Sau chữ D là chữ gì? Giữa chữ H và chữ G là chữ gì? Chẳng hạn thế. Mẹ tự làm lấy một bộ thẻ chữ cái khi chơi không làm lẫn lộn trước, sau, giữa. Mỗi lần chỉ chọn một kiểu chơi thôi. Trò chơi này áp dụng cho bé từ khi học mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2 cũng phù hợp. Ban đầu thì chơi bằng chữ to, dần dần chơi chữ nhỏ. Bé hỏi sao có chữ to, chữ bé. Mẹ trả lời, chữ to là mẹ, chữ bé là con. Ở độ tuổi này, chưa cần dạy thứ tự nét viết đúng. Xong có nhiều khi, bé thích thử viết chữ bằng đất nặng, bằng sợi mì luộc, bằng mảnh giấy màu cắt mảnh, bằng sợi chỉ đất, vân vân. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về chữ cái, nhận biết chữ to, chữ nhỏ, thứ tự chữ trong bảng, khái niệm trước, sau, giữa, khả năng nghe đúng chữ cái, tự tin. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của mẹ Việt, được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog mẹ việt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.